cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid, dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng ra sao. Mình thương luôn giữa tay vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức hướng nhà vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình, kẻ thù nào ta không chiến thắng. Chiều mười ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối chọn Việt Nam, yêu thương quốc đời tình nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết, đất nước của mình bao nhiêu ơn tình. Look.